Công an thành phố Lai Châu vừa bắt giữ hai đối tượng là Vàng Văn Thương, 23 tuổi và đối tượng Hoàng Văn Cương, 20 tuổi, cùng chú tại bản Na Đông, xã Thèn Xin, huyện Tam Đường về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 1 tháng 2 năm 2023, chị Nguyễn Thị Hoài, 29 tuổi, chú tại xã Sang Thàng, thành phố Lai Châu đang bán vé sổ số tại đường Trần Đại Nghĩa, cạnh chợ Đông Phong tổ 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu bị hai thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda Way màu xanh không rõ biển kiểm soát đã cướp giật một túi sách bên trong có 1,7 triệu đồng. Một tập vé sổ số, 80 vé sổ số mệnh giá 10.000 đồng, 94 vé sổ số mệnh giá 5.000 đồng, một con dấu ghi mã hoài 243. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an thành phố phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Công an xã Thèn Xin, huyện Tam Đường, nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường xác minh, thực hiện các biện pháp để điều tra, làm rõ. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng là Vàng Văn Thương, 23 tuổi và Hoàng Văn Cương, 20 tuổi, cùng chú tại bản Na Đông, xã Thèn Xin, huyện Tam Đường. Thực hiện vụ cướp giật tài sản trên, thu giữ không một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, biển kiểm soát 25B183536 và số tiền 759.000 đồng. Qua test nhanh hai đối tượng trên điều dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn nhau xuống thành phố lai châu cướp tài sản sau khi cướp được số tiền trên hai đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân